Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, lạc được coi là một trong những loại ngũ cốc thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa cũng như là omega 3 dành cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên thì đối với một số trường hợp, lạc lại là thực phẩm đại kỵ và nếu như ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những trường hợp không nên ăn lạc. Những người tuyệt đối không nên ăn lạc. 1. Người bị bệnh gút. Bệnh nhân gút không nên ăn lạc bởi vì nó có thể làm tăng thêm lượng axit uric của cơ thể, gây ra các cơn gút ở bệnh nhân, làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, trong giai đoạn bệnh tấn công cấp tính, không nên ăn quá nhiều lạc, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân bị gút thường có triệu chứng khó tiêu. Nếu bạn ăn quá nhiều lạc, một món ăn khó tiêu hóa sẽ khiến các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa càng trở nên nghiêm trọng hơn. 2. Người bị cao huyết áp. Người cao huyết áp ăn nhiều dầu ăn sẽ làm tăng huyết áp, động mạch xơ cứng gây nguy hiểm cho bạn. 3. Người hay bị nóng trong. Theo đông y, lạc vị ngọt, tính nóng có thể gây nóng trong. Do đó, những người bị nhiệt hay bị mụn, nóng trong cơ thể không nên ăn lạc, vì ăn lạc sẽ khiến bạn khó thở và cơ thể nóng thêm. 4. Người bị bệnh phù thủng. Lạc chứa một hoạt chất có tác dụng làm đông máu tạm thời. Nếu những người bị phù thủng ăn lạc sẽ khiến cơ thể bị tổn thương. Máu ứ động khiến tình trạng phù thủng trầm trọng hơn. 5. Phụ nữ mang thai. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu phụ nữ ăn lạc trong thời kỳ mang thai sẽ khiến trẻ sau này dễ mắc bệnh dị ứng cao hơn 4 lần so với những đứa trẻ khác. Nếu phụ nữ cho con bú ăn lạc cũng làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh ở trẻ em hay những em bé này. 6. Người bị cắt bỏ túi mật. Muốn tiêu hóa chéo, không thể không có sự tham gia của mật. Chỉ sau khi mật được thải vào tá tràng, chất béo mới có thể tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. Vì vậy, lạc là thực phẩm giàu protein và hàm lượng chất béo cao. Những thực phẩm này sẽ kích thích túi mật và khiến mật chảy ra. Nếu túi mật đã bị loại bỏ, mật sẽ không được lưu trữ lại và không có đủ mật, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa chất béo. Do đó, những người từng phẫu thuật loại bỏ túi mật không nên ăn thực phẩm nhiều calo và chất béo cao, và lạc chính là món ăn cần đặc biệt chú ý. 7. Người bị bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là một bệnh chuyển hóa đặc trưng bởi lượng đường trong máu cao, cần điều trị suốt đời. Ngoài việc điều trị bằng thuốc và insulin, bệnh nhân tiểu đường cũng phải tuân thủ những điều cấm kỵ trong ăn uống một cách nghiêm ngặt. Những người mắc bệnh tiểu đường phải kiểm soát tổng năng lượng tiêu thụ hàng ngày, và nếu vượt quá sẽ bất lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu. Lời khuyên dành cho bạn là không nên sử dụng hơn 30 gram dầu ăn mỗi ngày. Nhưng 18 hạt lạc tương đương với 10 gram dầu sẽ vượt quá tiêu chuẩn. Do đó, những người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn lạc. Ngoài ra, hàm lượng chất béo trong dầu lạc cũng lớn, không có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu. Một số lưu ý khi ăn lạc. Không được ăn lạc đã mốc hay có mùi lạ. Độc tố vi nấm có tên aflatoxin rất bền vững ở nhiệt độ cao. Rang hay luộc chỉ có thể làm chết các tế bào tử mốc và làm giảm được phần nào độc tính, chứ không phá hủy được hoàn toàn độc tố. Do đó, không nên nghĩ rằng lạc mốc đã rang kỹ hoặc luộc kỹ sẽ vô hại. Ăn phải lạc mốc sẽ bị nhiễm độc thần kinh, biểu hiện bằng các triệu chứng như co giật, liệt, rối loạn vận động, tổn thương thận, xuất huyết, hoại tử và thoái hóa gan. Ăn thường xuyên, ít một cũng gây rối loạn chức năng gan, dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Đây là một trong những chất gây ung thư mạnh nhất qua đường miệng, chỉ cần hấp thu phải 2,5mg aflatoxin trong 89 ngày, thì sau hơn một năm đã có thể khởi phát bệnh ung thư gan. Bởi vậy, nếu thấy có hiện tượng mốc dù là lạc hay các loại hạt khác, bạn cần kiên quyết bỏ ngay, không nên tiếc của. Muốn để dành lạc, tránh bị mốc, bạn phải loại bỏ hết những hạt dập, vỡ, loại bỏ những lô lạc chớm bị mốc, để tránh mốc lây lan sang lô lành, rồi phơi thật khô, đến khi hàm lượng nước trong lạc chỉ còn dưới 7,5% mới có thể yên tâm sử dụng. Không ăn lạc khi đang bị ho. Khi bị ho, bạn không nên ăn lạc, vì lạc có chứa dầu lớn. Chính điều này sẽ gây kích ứng cổ họng và tăng tiết đờm. Bởi vậy, lạc không phải là thực phẩm khuyên được dùng khi bị ho.
Vâng, với những thông tin mà chúng tôi đưa ra thì hy vọng rằng quý vị sẽ biết cách sử dụng lạc sao cho đúng và tận dụng được những hiệu quả của nó. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!